quý vị, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam nhanh chóng đứng vị trí thứ 8 trên toàn thế giới với khoảng 60.000 du học sinh theo học các cơ sở đào tạo tại nước ngoài, và con số này đang có xu hướng tăng dần hàng năm, chỉ xếp sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Nhiều năm trở lại đây, do nhu cầu về toàn cầu hóa, liên kết khắp các nước trên thế giới ngày một tăng lên, thế hệ trẻ Việt Nam càng muốn khám phá thế giới tri thức rộng lớn hơn. Khi có sự mở rộng thoáng hơn trong việc nhập cảnh các nước, du học dần lên ngôi, không còn những trở ngại như chi phí đắt đỏ hay thủ tục phức tạp, vì Việt Nam ngày càng tạo cơ hội rộng mở cho các bạn trẻ thực hiện ước mơ của mình. Để tìm hiểu về vấn đề này, mời quý vị theo dõi phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Được thành lập cách đây 5 năm, công ty tư vấn xu hướng du học định cư NAT Group có trụ sở tại 105-107 Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt hành trình này, hàng ngàn hồ sơ của các học viên đã được NAT Group tư vấn thành công để học tập và làm việc. Tự hào là đơn vị tham gia và đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các chương trình hướng nghiệp tuyển sinh với hơn 1.000 trường trung học phổ thông khắp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong suốt những năm qua. Với sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn thấu hiểu nguyện vọng và mong muốn biến ước mơ du học của nhiều học sinh Việt Nam không còn xa xôi. Ngày hôm nay chuẩn bị xuất cảnh thì em cũng được BNS hỗ trợ cùng gia đình ở đây là chuẩn bị làm các thủ tục. Cảm xúc của em bây giờ cũng vừa vui vừa buồn vì sắp phải xa gia đình. Qua một môi trường mới thì em mong mình học tập tốt hơn và có nhiều cơ hội phát triển cho bản thân mình hơn. Hiện tại tình hình xét duyệt của Đại sứ quán Canada có rất nhiều hồ sơ, trên 6 tháng vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên các hồ sơ của học viên bên NAT Group hỗ trợ đã nhận được visa chỉ trong vòng 2 tháng xét duyệt. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, công ty NAT Group đã tiến hành trao visa cho các bạn học viên trong kỳ nhập học vào tháng 9 năm nay. Dù biết con đường tương lai sẽ mang nhiều thách thức, nhưng nhận được visa du học luôn là cơ hội để các học viên trưởng thành và có một tương lai tươi sáng hơn, với nhiều cơ hội mở rộng giao lưu thế giới bên ngoài hơn. Tìm đến một môi trường học tập tốt là tiền đề cho sự phát triển cũng như phương pháp học. Từ đó các du học sinh có được một môi trường tốt, phát triển tư duy tốt cho công việc sau này, mở ra một tương lai tươi sáng hơn với nhiều cơ hội mở rộng giao lưu thế giới bên ngoài. Tiếp xúc với nền văn hóa, giáo dục mới sẽ giúp mở mang đầu óc, kích thích tư duy sáng tạo, tăng khả năng tự lập, tăng khả năng thích nghi với môi trường mới. Sau khi nghe thông tin là trong vòng 2 tháng Đại sứ quán Canada duyệt hồ sơ của em thì đầu tiên cảm thấy rất là bất ngờ và vui. Thêm được biết thì nhiều bạn đồng trang lứa cũng đã nộp hồ sơ và chờ rất là nhiều, cũng hơn 6 tháng. Em và gia đình chọn NAT làm đơn vị đại diện hồ sơ cho em bởi vì bên NAT làm việc rất là tận tình, chuyên nghiệp nữa, và những cái mà gia đình không biết, NAT cũng hỗ trợ em rất là nhiều. Đối với những bạn mà có ước mơ du học Canada giống em thì mình phải tin tưởng và tự lực cánh sinh, rồi tự học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn. Đến khi mà đi ra được môi trường bên nước ngoài thì những cái đó sẽ giúp ích mình rất là nhiều. Kiên định với ý chí ban đầu của mình thì qua bên đó mình sẽ thành công rất là nhiều. Du học là một quyết định quan trọng của các bậc phụ huynh đối với tương lai con em mình. Để hoàn thành tốt các kế hoạch, các bậc phụ huynh thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc thiếu thông tin, thiếu cái nhìn tổng thể cùng những thủ tục rắc rối. Hiểu được điều đó, NAT Group với nghiệp vụ chuyên môn và dịch vụ tối ưu nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục là nơi các bậc phụ huynh yên tâm từ khâu tư vấn chi tiết, cụ thể các nội dung liên quan bao gồm định hướng lộ trình học tập, hồ sơ pháp lý, đưa các giải pháp nhanh chóng nhằm tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và cả tiền bạc. Với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, cộng với kiến thức chuyên môn sâu, công ty NAT Group đem đến cho khách hàng sự an tâm, niềm tin, đồng hành cùng các bạn học viên trong suốt quá trình du học cho đến khi tốt nghiệp. Chính sách phúc lợi của chính phủ Canada dành cho du học sinh có gia đình và người phụ thuộc rất là tốt. Vợ hoặc chồng sẽ được sang đi làm, các bé trên 6 tuổi sẽ được đi học miễn phí, áp dụng cho tất cả các tỉnh bang. NAT Group không chỉ dừng lại ở việc xin visa du học mà còn chuẩn bị các giấy tờ trước khi nhập cảnh như mua bảo hiểm du học sinh, tìm homestay, mua vé máy bay và hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh, thủ tục hải quan, đưa đón sân bay. NAT Group sẽ đồng hành với du học sinh trong quá trình học tập và làm việc tại Canada như gia hạn giấy tờ, tìm việc, xin thẻ xanh, quốc tịch. Một trong những yếu tố giúp công ty NAT Group phát triển như ngày hôm nay chính là sự nhiệt huyết, năng động của đội ngũ nhân sự trẻ, chuyên môn cao, am hiểu về môi trường học tập.
đội ngũ nhân viên của NAT luôn không ngừng đổi mới và sáng tạo trong phương pháp tư vấn, định hướng đem lại những giá trị tốt cho quý phụ huynh và các em học sinh. Phấn đấu cả một chặng đường dài, kết hợp cùng tinh hoa chất xám và văn hóa Việt, NAT Group đã mang lại cho hàng triệu học sinh sinh viên Việt Nam một bước đột phá bền vững, xây dựng niềm hạnh phúc học tập trọn đời.